Hôm nay mình xin được test một cái món test bên mình sản xuất, xem cái độ bền nó như thế nào, và mình sẽ phá nó luôn và phải làm như thế nào để phá được nó nhé. Mình sẽ lên cái áo của bé. Các bạn chờ đợi xem mình mất công như thế nào để phá cái này nhé. Đấy, chờ một chút cho nó nguội mình sẽ dỡ ra ép một lần nữa. Cái áo của bạn này thì nó cũng đã đánh được mặc một vài lần rồi. Nhiệt độ này nếu thông thường khoảng độ 155 đến 160, 155 mọi người ạ. Không phải cao quá. Cao quá thì nó sẽ bị nhiễm màu. Đẹp phải không ạ? Ok các bạn, chờ xíu mình sẽ đẹp luôn. Mình vừa nhúng nước nên mình sẽ giặt thử xem là nó sẽ như thế nào. Nói chung là mình sẽ trả sát thật nhiều vào, hết cỡ luôn, hết lực luôn, xem nó có ra màu hay là bị lóc hay gì không nhé. Phá được cái áo này rất là vất vả luôn, đánh cho nó bay luôn cả tất cả màu sắc luôn, không biết có làm được không. Mình không biết là mình chắc chắn là in lụa là không thể làm được điều này đúng không. In xong nó cần phải độ 48 giờ để cho nó chết mực, và 48 giờ xong mà các bạn ngâm bằng Omo mà đánh kiểu này á, dư sức ra chứ, dư sức ra luôn. Nó kiểu là kể cả mình nếu như 10 ngày sau mà đưa cho mình đánh là mình vẫn đánh ra được. Mình chỉ cần ngâm và mình bàn chải cứng thì cà nhiều là nó ra thế. Cái này là
đánh cho xù cái vải này chứ không thể ra được. Rất là khó. Nó vẫn thế. Nhưng chả có gì thay đổi cả. Mình đánh rách cả vải luôn này. Đây này. Rách cả chỗ này. Nẻ ra. Bây giờ có một cách nữa, nếu không được cũng được. Và thua. Mình sẽ lấy móng tay để cào. Cái món cào này thì cho là vải, có cho dù là mực cao su hay gì thì cũng sẽ ra nhá. Nhưng bây giờ mình thử cào. Móng tay của mình rất cứng nha, mình không trừ cái, chưa có cái loại cái mực gì mà mình cào không ra cả. Nếu chỉ có palazzo mà ép chết luôn thì là mình cào không ra đấy. Chứ còn cái mấy cái loại mà in xong cái này mình cào thì mới in xong mà cào này thì ra ngay. Bây giờ có nghĩa là mình phá áo, chúng ta phá áo, cố gắng để phá thì xem cái nào cũng sẽ phá được thôi. Nhưng mà có thực sự là khó đến mức độ này không? Nó vẫn đã bị bay một tí sau một thời gian mình cào vừa đánh bằng bót. Đánh bằng bót rồi là đủ thứ hết. Mà bây giờ mới ra chừng này. Đấy. Thì tất nhiên chả ai mua áo về mà để phá thế này cả. Đúng không? Họ mua phải giữ chứ. Mà tôi in xong là tôi cào ngay thế này mà. Rất là khó các bạn. Rất khó để mà phá nó. Quả thực là thế. Đấy, còn như đây là những chỗ mà mình chúng ta không phá này. Đấy. Không, chúng ta mới chỉ đánh boss thì nó có vấn đề gì đâu, không vấn đề gì. Màu sắc thì không bao giờ phai. Màu sắc thì là chắc chắn là không có gì bàn cãi rồi. Đấy, tuy nhiên nếu mà chúng ta đánh mài theo kiểu mài ấy, thì nó chắc chắn nó sẽ bị mỏng hơn và chắc chắn bị giãn ra, đúng không? Giãn ra những cái lỗ này. Này, bây giờ tôi sẽ kéo mạnh ra, tức là cái áo này giống là áo co giãn. Tôi sẽ kéo giãn ra cho nó bể ra luôn, xem nó có khó cỡ nào. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Có một vài lỗ nó đã bắt đầu thấy. Nhưng mà cái lỗ này là cũng một phần là do cái bót kia quá cứng và nó mài vào, nó mài làm mỏng cái chi tiết in ấy. Đấy. Với lại mình vòi nhiều, mình vò và trà sát nhiều. Đấy, cái chỗ này là không này, đúng không? Chỗ này lại là không này, đấy. Không vấn đề gì cả. Thứ nghĩa là chúng ta bán áo cho người ta thì người ta phải mặc và giữ, chứ không phải là người ta mua về để phá. Nên là ở mức độ phá như thế này thì là rất là đỉnh rồi. Rất là khó để có thể phá ra được. Mà tôi khả năng tôi cũng không phá nữa. Thôi kệ về thôi. Cái cũng cả cũng mệt rồi. Đấy, xin lỗi các bạn phải chờ nha. Này mình đã giặt sơ, nước xả nước sơ rồi này. Đây hình in còn lại này. Nó màu sắc là y chang, chả có gì thay đổi. Đấy. Những cái vết cà thì nó cũng thấy bình thường. Đấy. Nó không có vấn đề gì. Đấy. Mặc dù đây là cái áo cũ, áo đã gần như là đã mặc rồi, cho nên là nó không được nhìn không mới nữa. Nhưng mà hình in nó vẫn ok phải không ạ? Rất là ok. Hình mà chi tiết càng nhỏ thì càng tốt. Chứ càng nhiều màu càng tốt, càng nhỏ càng thích. Và nó càng chuyển màu 3D nữa là càng đẹp nữa. Đấy, in pet rất là chất lượng. Rất chất lượng và rất là phù hợp khi chúng ta sản xuất. Đấy. Chúng ta sản xuất với một số lửa vừa phải thì nó rất là ok. Làm hàng xốp cũng ok luôn nhé. Chạy ad bán quá sướng nữa. Đấy, như vậy là mình đã test xong cái chất lượng nha. Thì các bạn có nhu cầu thì liên hệ bên mình làm pet. Hoặc có thể là đặt pet ở chỗ gần các bạn cũng được.
đấy, còn chưa có chỗ thì đặt bên mình, giá cả nó rất là phù hợp luôn, mềm và làm sản xuất nhanh chóng cho các bạn. Đây, còn bạn nào có nhu cầu làm đặt mẫu áo để bán Tết này cũng ok luôn, có luôn. Bán Tết này rất là chạy nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.